Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị nha. Hôm nay em sẽ đi trên con đường Phạm Văn Đồng để xem bà con mình ở đây mua bán ra sao nha anh chị ơi. Và cái nơi em bắt đầu chính là góc Nguyễn Kiệm và Phạm Văn Đồng nha anh chị. Đây chính là vòng xoay Nguyễn Kiệm và Phạm Văn Đồng. Ok, và bây giờ thì bắt đầu mời anh chị cùng đi với em trên con đường Phạm Văn Đồng. Quán cơm tấm nè anh chị, quán cơm tấm nè, quán phở. Ok, ở đây có mấy quán ăn đông nè anh chị, người ta tập trung đông quá đông nè. Quán cà phê, cà phê có Guta anh chị, trước em đọc là Guta không à, giày dép nè anh chị ơi, giày dép áo quần, cà phê, hủ tiếu. Phở bò 25.000 anh chị, phở bò 25.000. Ok, đây là quán ốc 10 em. Quán ốc 10 em anh chị. Bây giờ là Sài Gòn 8 giờ kém 10 anh chị nha. 8 giờ kém 10 là cái giờ mọi người đang còn nhậu nha, chứ chưa phải là giờ nghỉ ngơi, cái giờ đi về đâu. Cho nên mình đi cái giờ này là chính xác nhất anh chị. Cái giờ này là giờ mọi người nhậu nhiều nhất. Cái đoạn nào mà không có quán nhậu thì em đi nhanh hơn anh chị nha. Bún riêu nè anh chị, bún riêu cơm tấm sườn cũng vắng quá nha. Cái vị trí nào mà không có quán nhậu thì em sẽ đi nhanh hơn. Chả lụa nem nướng anh chị, nước ép nguyên chất nè anh chị. Siêu thị tiện lợi, lẩu 79.000, bán quá vắng luôn anh chị. Lẩu 79.000. Sỏ lòi, bò lá lốt, chiên thịt, bánh tráng nướng. Đây có quán lẩu gà lá é đông lắm anh chị. Phải công nhận một điều rằng là lẩu gà lá é ở đâu cũng đông cả anh chị ơi. Ở đâu cũng đông, ở đâu cũng nhiều khách cả anh chị. Hôm qua em đi trên con đường Tây Thành, quận Tân Phú, ở đó thì có tới 5-6 quán lẩu gà lá é. Nhìn chung là quán nào cũng có khách anh chị, có quán rất là đông luôn. Mình vừa đi qua một cái mặt bằng anh chị, mặt bằng này trước này, mặt bằng đó trước đây là quán ăn và bây giờ họ đã trả lại và hiện nay đang treo bảng cho thuê anh chị. Trái cây tô anh chị ơi, trái cây vắng quá trời vắng luôn nè. Chết anh chị, trái cây này chỗ này là bán là đâu hết đâu, không hết là mang về bỏ tủ lạnh mà mai bán đâu có ngon đâu anh chị, trái cây mà để ngày mai đâu có ngon. Cái này là gì bảy, ốc nướng lẩu anh chị ơi, có một bàn mà nói là vắng quá vắng luôn anh chị. Rồi quán cà phê sao để Thái Lan nè. Cà phê DJ anh chị, không có khách luôn. Lẩu kem, xôi mít. Không có khách luôn anh chị. Mấy cái món này trước là rất là đông khách anh chị ơi. Mấy cái món này trước là rất đông khách. Tiệm bia xe lửa, gần như là lúc nào cũng ngon cả anh chị.
hôm nay là ngày thứ ba đó anh chị, mà khách vẫn đông như vậy anh chị, đỉnh à, món quán này cũng đông khách này anh chị. Quán này họ cũng đông khách và người ta tới ta cũng nhậu quá trời nè anh chị, thấy không? Bây giờ dân mình nhậu thì nhậu thôi, nhưng mà quan trọng họ nhậu gần nhà anh chị, họ nhậu gần nhà cho nên họ cũng đỡ lo, họ cũng biết trước được rằng ở đâu có chốt cho nên là họ né được anh chị. Và bây giờ cái lợi bây giờ là ngày xưa đó quán nhậu của mình à, thì họ phần lớn là khách phương xa cũng có à, khách ở quận khác cũng có, nhưng mà bây giờ thì à, những cái khách khu vực của mình anh chị, trước đây họ đi nhậu xa đó, bây giờ họ về họ nhậu gần quán anh chị. Những cái người trước đây mà không nhậu quán mình thì bây giờ họ về họ nhậu gần, họ nhậu lại quán mình anh chị. Và cũng có nhiều khách họ nhậu xa họ vô quán mình và bây giờ họ cũng ớn lắm anh chị à, họ bỏ quán mình họ về họ nhậu những quán gần nhà. Chà, nãy giờ mình qua mấy cái quán cũng ngon đó anh chị nha, nãy giờ qua mấy quán cũng có khách đó anh chị ạ. Cháo ớt anh chị ơi, cháo ớt mì ớt anh chị. Cái quán chân gà sốt Thái lúc nào cũng đông khách anh chị nè. Quán này ngày nào lúc nào đi ngang qua cũng đông khách kìa anh chị. Quá trời ngon luôn anh chị. Quán này bán lúc nào cũng đông khách. Quá hay anh chị. Mình đi qua 4-5 quán anh chị à, mấy quán này bán cũng khá là ngon anh chị ha. Nhưng mà ngon là do quán họ mở lâu rồi, với lại là họ nấu ăn ngon anh chị. Chứ bây giờ mấy quán mới mở ra mà nấu ăn dở nữa thì làm gì có khách anh chị. Dưới đây có một quán bia anh chị ơi, bia Sài Gòn. Quán này có một bàn, hai bàn anh chị, có hai bàn ha. Đây quán cà phê, quán cà phê này cũng vắng quá. Quán nhậu nữa anh chị. Ồ, cái dãy này chưa trả là hết luôn anh chị. Cái này lẩu gà trả bằng bằng là hết luôn. Mấy quán, quán cà phê không có quán này có khách luôn. Quán này không có khách luôn. Quán này không có khách luôn anh chị. Quán chân gà nãy được quá đông luôn, còn quán này không có khách luôn. Một dãy này không có khách luôn. Thật sự là có nhiều quán lúc này họ làm ăn rất là ngon luôn phải không anh chị? Nãy giờ mình đi qua ba quán chúng ta thấy đó. Chân gà xả tắc.
và cái quán ở chỗ đường ray xe lửa và cái quán kế tiếp anh chị. Trời ơi, họ bán hôm nay mà bán quá trời ngon luôn. Đặc sản Vũng Tàu thì cũng lai rai, cũng ok nè anh chị. Nó đặc sản Vũng Tàu bán gì quá ngon luôn. À, lẩu cá đuối anh chị. Hiện nay ở Sài Gòn, lẩu cá đuối là một cái món mà rất nhiều người yêu thích luôn anh chị. Đường 3 tháng 2, Lê Đại Hành, rồi đường Nguyễn Kiệm và ở đây nữa. Thật sự là bán quá ngon luôn anh chị ơi. Lẩu cá đuối Lê Đại Hành, Lê Đại Hành nè, Lê Đại Hành và Nguyễn Kiệm anh chị. Gần như đi qua lúc nào cũng đông khách cả anh chị. Ở đây họ bán cá đó chị, bán cá, bán các trang thiết bị dựng xe máy. Ồ, cũng ngon lắm này, chỗ này bán không biết có đóng thuế hay không. Nhưng mà thấy anh chị bán rất là ngon luôn. Bây giờ thì em đang ở hướng là Nguyễn Kiệm đi về Thủ Đức anh chị nha. Và chút nữa em sẽ làm một video đi từ Thủ Đức về lại con đường Nguyễn Kiệm nha anh chị. Bởi vì con đường rất là dài, rất là nhiều quán. Cái dãy này vắng khách luôn anh chị, không có khách luôn. Đau lòng anh chị. Vắng khách quá thì không có khách luôn chị. Ồ, quán Jojo này mà nay đóng cửa luôn rồi, kinh khủng. Quán Jojo này hơi một bằng rộng quá lớn luôn anh chị. Nhưng mà khách của họ là khách sang không à, chứ không phải khách bình dân nha. Khách này thuộc vào tầng lớp là có tiền hoặc là nhân viên văn phòng, gặp đối tác hoặc là mời đối tác anh chị. Ok, cái đoạn này không có khách thì không có bàn, không có quên, không có tiền, có tiền đi nhanh xíu chị ơi. Lai rai khách nè. Cái này có được 3 bàn à. Bia ngon mồi. Gần Tết mà bây giờ bán cái gì cũng chậm cả anh chị. Rồi không biết qua Tết thì tình hình ở sao anh chị ha. Qua Tết là tình hình em nghĩ rất là tệ luôn. Bây giờ có nhiều doanh nghiệp nhưng mà công ty bon chen đó anh chị, thì họ đang có nhu cầu tuyển dụng lại rồi đó.
em có bà chị làm công ty bon chen, bà chị hàng xóm thôi. Thì bà nói công ty bon chen đang tuyển dụng người lạ rồi. Bây giờ họ bắt đầu có đơn hàng rồi, đang tuyển dụng người rồi. Nhưng mà tuyển dụng lao động chỉ một năm thôi. Bởi vì có thể, rất có thể là khi nào không có đơn hàng, họ sẽ sa thải là cho nghĩ là cái nhóm người mới vô nè. Đó. Bon chen thì bắt đầu tuyển dụng, nhưng mà có nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài thì họ đang có cái kế hoạch sẽ cắt giảm lao động từ nay đến năm 2025 và 2026. Tức là họ dự báo trong 2 năm tới sẽ còn rất là khó khăn. Cho nên họ đang có kế hoạch sẽ giảm nhân sự trong vòng 2 năm tới luôn. Quán bia này, quán nhậu nè. Quán nhậu thì vắng quá trời vắng luôn. À, cũng có được mấy bàn nè. Bây giờ thì chúng ta cùng chạy qua một cây cầu. Vừa đi ngang qua đã bị bắt rồi nha anh chị, đã bị bắt cách đây trước Tết khoảng mấy tháng đó, và đang điều tra về ổng. Ok, chúng ta đang có mặt ở thành phố Thủ Đức anh chị. Ô, quán nhậu anh chị ơi. À, quán nhậu anh chị. Công nhận cái quán nướng Đà Lạt đi, ở đâu cũng ngon cả anh chị, ở đâu cũng đông khách cả. Đường Hòa Bình nè ha, để em coi, đường Hòa Bình, rồi đường Lê Trọng Tấn, rồi ở đâu nữa ta, à đường Nguyễn Thị Thập, à đường ngay cầu Kênh Tẻ quận 7, và trên con đường này thì có đâu đến 2 hoặc là 3 cái lẩu nướng Đà Lạt nữa anh chị, lẩu quán nướng Đà Lạt nữa.
mà ở đâu cũng họ cũng đông khách cả anh chị. Đúng là họ có một cái bí kíp chế biến món ăn rất là ngon, rất là đặc sắc phải không anh chị? Ok, đây là chúng ta vừa khởi động từ con đường quốc lộ 13 với con đường Phạm Văn Đồng nha anh chị. Ở đây có một số quán nhậu anh chị ơi. Cái cây nè anh chị. Đó, quán nhậu Đà Lạt khá là ngon anh chị ha. Ngon ở đây em chưa ăn nơi, nhưng mà em nói ngon là khách nhiều, khách đông, khách ổn định. Lẩu 79.000 vắng khách quá nè. Lẩu 79.000 vắng khách quá nè. Hủ tiếu lại là ngon, hủ tiếu lại là có khách. Ok, và trước mặt chúng ta chính là trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại nha anh chị. Co-op Extra. Vị trí này đẹp quá trời đẹp luôn. Cái văn phòng giao dịch này của họ cách bài trí ở nội thất bên trong rất là dễ thương, rất là thân thiện, nhìn rất là đẹp này. Quá vắng khách luôn anh chị, mấy cái này chân tố nước ép là không có khách luôn à. Tố nước ép không có khách luôn á trời. Trời ơi, áo quần qua đây vắng tanh luôn. Vắng tanh luôn anh chị. Ôi, tới đây là quán nhậu cũng gần hết rồi nè anh chị ơi. Quán cà phê được không anh chị? Rồi chắc tới đây em xin được kết thúc video tại đây anh chị. Bây giờ em sẽ đi một đoạn tới ngã ba là em sẽ dừng lại. Dừng lại. Rồi em sạc pin để chút nữa em đi quanh lại. Em sẽ ở đây vắng vui với vườn mai nè. Vườn mai giờ họ chưa lặt lá nữa mà. Họ chưa lặt lá luôn anh chị. Con ốc nè. Có ốc rồi anh chị ơi, ốc rồi cũng có khách lây ra anh chị. Ốc rồi khách cũng lây ra anh chị này. Đóng bò tơ, đóng bò tơ này 20 chi nhánh, cũng có khách anh chị, như vậy thì cũng tạm ổn. Hôm nay là ngày thứ ba nhưng mà khách như vậy cũng tạm ổn rồi đó anh chị. Rồi anh
chị ơi, em xin được kết thúc video tại đây. Như vậy là em đã đi sơ sơ một vòng, giúp cho anh chị giúp cho anh chị hình dung được tình hình mua bán của con đường Phạm Văn Đồng kéo dài từ Bình Thạnh và Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức. Rồi, xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Và hẹn gặp lại anh chị một video đi bên kia đường nha anh chị. Video đi từ Thủ Đức về Gò Vấp anh chị ơi.